Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn cùng lãnh đạo các sở ngành đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Ba Tơ. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Ba Tơ do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa và Giáo dục Cộng đồng huyện Ba Tơ. Buổi lễ này sẽ được trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Tính đến thời điểm này, ban tổ chức đã hoàn thành việc trang trí trong và ngoài hậu trường. Kịch bản, các nội dung chủ yếu của buổi lễ đã được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo. Sau khi xem tổng duyệt chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị liên quan được phân công nhiệm vụ. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm, các cơ quan đơn vị tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các đại biểu tại buổi tổng duyệt, kịp thời có những bổ sung điều chỉnh thích hợp, đảm bảo yêu cầu về nội dung cũng như đảm bảo về mặt thời gian, thời lượng phát sóng trực tiếp. Các khâu từ hình ảnh, âm thanh, ánh sáng cần được kiểm tra hoạt động một cách hiệu quả tối ưu nhất. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, làm tốt công tác lễ tân, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.